siamo tutti, ma con l'occhio di pesce veniamo un po' deformati, guarda. Vừa rồi mình có đi vô trong cái nhà thờ của bà thánh Clara, và cái bà thánh Clara là trong một cái gia đình coi như cũng giàu có, quyền quý bà con, nhưng mà bà thánh coi như không muốn lấy chồng, và bà thánh đã chấp nhận đi tu, và bà thánh đã hy sinh cuộc đời của bà để vô trong nhà khổ tu bà con, coi như từ nhà một quyền quý coi mà đi nhảy vô đám khổ tu thì rất là khó khăn, mà ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy nhá, đang ở giàu sang hay bao giờ mà nhảy vô cái khổ tu thì đang giàu có mà đang có đầy tớ, mà bây giờ mình phải làm đầy tớ cho tất cả mọi người thì không có ai mà mong muốn như vậy ha. Nhưng mà bà thánh Clara lại chọn cái con đường đó, nó ngược lại với tất cả mọi người, và chính vì vậy mà coi như khi mà vô trong nhà thờ này, coi như không được phép chụp hình cũng như quay phim, để cho mọi người quên đi những cái khổ đau mà bà đã chấp nhận, coi như đi ngược lại với tất cả mọi ước mong của con người. Vì vậy mình cũng tôn trọng cái ngược đời đó, và mình không có quay phim chụp hình ở trong đó. Rồi mình ra ngoài này để mình quay phim chụp hình, để mình diễn tả cái sơ sơ về cái cuộc đời của bà thánh như thế nào, đi ngược đời lại tất cả mọi thứ bà con ha. Trong cuộc đời chúng ta thì ai cũng mong muốn mình khỏe mạnh, giàu sang, rồi đỡ phải làm việc vất vả, nhưng bà thánh lại làm ngược trở lại, từ một người giàu sang trong gia đình quyền quý mà bà từ bỏ tất cả để trở thành nghèo khó và cạo đầu đi tu. Cái cạo đầu đi tu thì đối với Công giáo thì rất là ngược đời nha, nhưng mà bà chấp nhận tất cả. Đó là cái những cái vị thánh nó khác với chúng ta nhiều lắm. Chính vì vậy mà người ta không muốn lưu lại một cái hình ảnh nào về của bà thánh trong tâm trí của chúng ta. Vì vậy người ta không muốn mọi người chụp hình lưu lại những cái đó, bởi vì nó đi ngược lại với tất cả mong muốn của con người. Ok, mình diễn tả đại khái với cái ngược đời như vậy để hy vọng bà con ai hiểu rõ về đức tin cũng như kinh thánh hay những như vị thánh á, có thể cho một cái lời bình ở trong đó lại để mọi người hiểu biết thêm. Rồi cảm ơn mọi người đồng hành với mình nha. Rồi bye bye nha.